Hey, good morning quý vị, hãy comment đang có mặt ở đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Sài Gòn, sáng ngày 29 tháng 1 năm 2018. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa quý vị, nhiệt độ giờ khoảng 27 độ C. Giờ cao điểm nên xe đông quá vậy không? Đây là 12 âm lịch tháng chạp rồi, còn mười mấy ngày nữa Tết đó chị, chỉ còn 3 ngày nữa là qua tháng 2 rồi. Nhanh không chị? Bên tay trái vừa qua là chợ Bình Thới. Đây là đường Phú Thọ gì. Đây là phường 1, quận 11. Đi qua cầu Ông Buôn 1. Bên phải là đường kênh Tân Quá.
PVC dầu phân diệt dành cho bà đẻ. Rồi phía trước vậy là vòng xoay Phú Lâm. Đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 vậy. Đây là đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6. Một vòng chợ Phú Lâm quý vị xem cuộc sống Sài Gòn mỗi ngày. Đây cổng trước chợ Phú Lâm quý vị.
vòng chợ Phú Lâm để gì xem thấy ghê hay không lại gì tiếp theo. Goodbye.